Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì ban biên tập của kênh truyền hình VTC9 chúng tôi cũng đã nhận được phản ánh của người dân hiện đang sinh sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội về việc tại tuyến đường Giải Phóng, người dân vô tư ngang nhiên dừng đổ xe ô tô cũng như lấn chiếm lòng lề đường để bán hàng rong, gây mất trật tự an toàn giao thông. Theo đó thì hàng ngày xuất hiện nhiều chiếc xe tải dừng đổ ngay lề lòng đường tại tuyến đường với địa chỉ 358 về phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Các xe tải trên ngang nhiên bày bán hàng là các loại hoa quả. Việc đổ và dừng xe gây cản trở giao thông, nhất là khi có người mua hàng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông tại tuyến đường này. Câu hỏi được đặt ra là tại sao dọc đoạn đường trên, các xe tải bán hàng rong lại có thể ngang nhiên hoạt động mà không hề bị chính quyền, lực lượng chức năng xử lý, nhất là ở thời điểm đang cận kề 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Hà Nội đã có các văn bản yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự đô thị, an toàn giao thông cho người dân đi lại một cách an toàn nhất. Và khán giả trên cũng mong muốn rằng các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm thực trạng trên.